giống như lá sen đúng không? Ở nhỏ nhỏ thôi, nó mới hơi chứa nước được. Được đúng không? Người ta nói là nước đổ lá môn là vậy đó. Nó có dính được không? Đúng rồi. Tại lá môn ta thường thường hồi xưa ta xài cái từ đó nó quen rồi. Biết sao không? Tại vì lá sen nó trũng, nó có thể chứa nước được ở trong lòng lá sen. Còn lá môn đâu trũng đâu, đổ nhiều trượt hết nhiều à, hiểu không? Lấy nó đốt lửa được.